Bình Dương. Đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2022, là phòng khám điều trị đông tây y kết hợp chuyên khoa vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Với phương châm vì sự bình phục của người bệnh, hiện tại phòng khám chuyên điều trị các bệnh về cơ xương khớp như thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, không cần phẫu thuật, không xâm lấn, viêm đa khớp, viêm dây thần kinh, phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau tai biến mạch máu não, bệnh nhân sau phẫu thuật nối dây chằng, bệnh nhân liệt mặt và trẻ em chậm phát triển thần kinh vận động. Với đội ngũ bác sĩ có trình độ cao, dày dặn kinh nghiệm và đội ngũ kỹ thuật viên trẻ được đào tạo theo hướng y học hiện đại nhằm mang lại hiệu quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Cơ sở vật chất và máy móc hiện đại được nhập khẩu từ châu Âu phục vụ cho việc điều trị các bệnh về cơ xương khớp như máy sóng xung kích, máy siêu âm trị liệu, máy kéo giãn cột sống, máy nén ép trị liệu, máy sóng ngắn, máy từ trường, máy laser trị liệu. Bên cạnh đó, phòng khám đang triển khai đưa vào hoạt động khu vực massage trị liệu với những chuyên môn xông hơi bằng thảo dược xoa bóp, bấm huyệt, nén ép trị liệu, mang đến sự thư giãn nhẹ nhàng, tĩnh tâm sau những ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Luôn tâm niệm phải tận tâm chăm sóc khách hàng từ những việc nhỏ nhất, lấy sức khỏe, sự bình phục của bệnh nhân làm trung tâm và mục tiêu điều trị. Phòng khám Tâm Thuận Phúc đang là địa chỉ tin cậy của bệnh nhân từ trong và ngoài tỉnh đến thăm khám và điều trị. Tôi là Trần Văn Hào, năm nay tôi 30 tuổi.
tôi rất thích chơi đá banh và trong một trận đấu thì tôi không may gặp phải chấn thương đứt dây chằng chéo ở chân phải. Sau khi phẫu thuật xong thì tôi được bạn giới thiệu đến phòng khám Tuấn Hưng Phúc. Sau khi điều trị ở đây 2 tháng, bây giờ hiện tại đã có thể đi lại bình thường. Tôi tên là Trang, hiện tại là tôi đang làm nhân viên văn phòng. Thì với đặc thù công việc hiện tại là một ngày ngồi khoảng tầm 10 ghế ở văn phòng và làm việc trực tiếp với máy tính. Nên dẫn đến là cái tình trạng của tôi là bị đau vai gáy và nhức mỏi phần lưng. Sau khi mà được tìm hiểu về cái phòng khám qua fanpage, sau một tuần tập ở đây thì tôi thấy là cái tình trạng của tôi cũng đã thuyên giảm rất là nhiều. Tôi là 70 tuổi, tôi là người yếu hiếm. Tôi có nhiều nơi là sao không có não quan, không có hết. Thì tôi mới biết được ở đây là tôi vừa ở đây là hay là đúng 2 tháng. Thì cô điều trị là cái ngày đầu tiên là tuần lễ là không thấy nó hết. Tôi muốn đi cho bác sĩ có dặn là tôi là về cũng có đi lại tập trị liệu. Tôi đã tập tuần lễ là thấy nó có kết quả là 60%. Sau khi cô điều trị một tuần á, là cô thấy cái chân cô nó đỡ đau nhiều lắm. Thì nói chung là làm sau một tuần là nó ok, nó bớt nhiều, không có bị căng cái chân. Với lại mình đi là mình không phải ngồi nghỉ, mình đi một quãng đường dài được. Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng phòng khám tập Tân Phúc với mong muốn một phần nào đó sẽ giúp cho quý bệnh nhân cải thiện được tình trạng bệnh của mình. Với sứ mệnh lấy sức khỏe, sự bình phục của bệnh nhân làm trung tâm và mục tiêu điều trị, chúng tôi tin tưởng rằng một ngày không xa, phòng khám tập Thượng Phúc sẽ là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của quý bệnh nhân trong và ngoài tỉnh.